Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng đến với kênh Cuộc Sống Ngọt Ngào. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một số người đàn ông có thể làm giàu mà không cần phô trương không? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 14 nguyên tắc giúp những người đàn ông này thành công một cách thầm lặng. Những bí quyết này không chỉ giúp bạn đạt được thành công mà còn bảo vệ bạn khỏi những rủi ro không đáng có. Hãy dành vài giây để đăng ký kênh Cuộc Sống Ngọt Ngào để nhận thêm nhiều video hữu ích khác nhé. Bắt đầu ngay thôi. Nguyên tắc 1. Không thân thiết với bất kỳ ai. Người đàn ông làm giàu thường không thân thiết quá mức với bất kỳ ai. Điều này giúp họ duy trì sự độc lập và tránh những mối quan hệ phức tạp có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Ví dụ, nhà văn nổi tiếng J.D. Salinger luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người. Điều này giúp ông tập trung vào công việc viết lách của mình mà không bị phân tâm bởi những mối quan hệ xã hội phức tạp. Nguyên tắc 2. Không thương hại bất kỳ ai. Thương hại người khác có thể khiến bạn bị lôi kéo vào những tình huống không mong muốn. Hãy giúp đỡ người khác một cách thông minh và đừng để lòng thương hại ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Andrew Carnegie, nhà công nghiệp nổi tiếng, luôn giúp đỡ người khác thông qua các chương trình từ thiện lớn thay vì sự thương hại cá nhân. Điều này giúp ông có thể tập trung vào những mục tiêu lớn và có ảnh hưởng tích cực hơn đến xã hội. Nguyên tắc 3. Không tin tưởng bất kỳ ai. Để tránh rủi ro, bạn cần phải cẩn thận và không tin tưởng bất kỳ ai một cách mù quáng. Hãy luôn kiểm chứng thông tin và có sự phân tích rõ ràng trước khi đưa ra quyết định. Steve Jobs, người sáng lập Apple, luôn kiểm chứng kỹ lưỡng mọi thông tin và không bao giờ quyết định chỉ dựa trên lời khuyên của người khác. Điều này giúp ông tránh được nhiều rủi ro và đạt được những thành công lớn trong sự nghiệp của mình. Nguyên tắc 4. Không tiếp cận phụ nữ đã kết hôn. Để duy trì mối quan hệ tốt đẹp và tránh những rắc rối không cần thiết, bạn nên tránh tiếp cận phụ nữ đã kết hôn. Điều này không chỉ bảo vệ bạn mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với người khác. Một câu chuyện từ lịch sử là về Sir Lancelot và Hoàng hậu Guinevere. Sự không kiềm chế của họ đã dẫn đến nhiều rắc rối và hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả vương quốc Camelot. Nguyên tắc 5. Giữ kín mọi thông tin về nguồn thu nhập. Giữ kín thông tin về nguồn thu nhập giúp bạn tránh được sự ganh tị và bảo vệ bản thân khỏi những rủi ro không đáng có. Điều này cũng giúp bạn duy trì sự kiểm soát tốt hơn về tài chính cá nhân. Ví dụ, Ingvar Kamprad, người sáng lập IKEA, luôn giữ kín thông tin về tài sản và nguồn thu nhập của mình. Dù là một trong những người giàu nhất thế giới, ông sống một cuộc sống giản dị và không phô trương. Nguyên tắc 6. Học cách lật trang mới trong tình yêu. Cuộc sống luôn thay đổi và việc học cách lật trang mới là cần thiết để tiến lên phía trước, đặc biệt trong tình yêu. Đừng để những thất bại trong quá khứ làm nhụt chí, hãy học hỏi từ chúng và tiếp tục nỗ lực. Thomas Edison, nhà phát minh vĩ đại, đã thất bại hàng ngàn lần trước khi phát minh ra bóng đèn. Ông từng nói, tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra 10.000 cách không hoạt động. Sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc của ông là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người. Nguyên tắc 7. Đừng hỏi về thu nhập của đàn ông, tuổi tác của phụ nữ, thành tích học tập của con cái, và mối quan hệ trước hôn nhân. Trong tình yêu và các mối quan hệ, việc không hỏi về thu nhập của đàn ông, tuổi tác của phụ nữ, thành tích học tập của con cái, và mối quan hệ trước hôn nhân giúp duy trì sự tôn trọng và tránh gây áp lực không cần thiết. Bill Gates, người sáng lập Microsoft, luôn giữ kín thông tin về cuộc sống cá nhân và không bao giờ đặt nặng vấn đề tài chính trong mối quan hệ gia đình. Điều này giúp ông duy trì một cuộc sống gia đình hạnh phúc và ổn định. Nguyên tắc 8. Sau hôn nhân, tránh xa người khác giới có cảm tình với mình. Để bảo vệ mối quan hệ hiện tại và tránh những rắc rối không đáng có sau hôn nhân, bạn nên tránh xa những người khác giới có cảm tình với mình. Điều này giúp duy trì sự trung thành và tôn trọng trong mối quan hệ. Một ví dụ từ đời sống là câu chuyện của một người bạn tôi, luôn tránh xa những cám dỗ và giữ vững lòng trung thành với vợ mình. Điều này giúp anh duy trì một gia đình hạnh phúc và ổn định. Nguyên tắc 9. Không đưa vợ đi gặp bạn bè, không đưa bản thân gặp chồng. Người đàn ông làm giàu thường không đưa vợ đi gặp bạn bè và cũng không đưa bản thân gặp chồng. Điều này giúp duy trì sự riêng tư và tránh những rắc rối không cần thiết. Ví dụ, trong lịch sử, nhiều nhà lãnh đạo đã duy trì nguyên tắc này để bảo vệ mối quan hệ gia đình và tránh những xung đột không đáng có. Điều này giúp họ duy trì sự cân bằng và hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân. Nguyên tắc 10. Khi trở về từ chuyến công tác, đừng gọi điện cho vợ trước khi người khác mời ăn. Khi trở về từ chuyến công tác, bạn nên cẩn thận trong việc lựa chọn các cuộc gặp gỡ. Nếu một người mời bạn đi ăn trước một ngày, điều đó có nghĩa là họ thực sự muốn gặp bạn. Nếu họ mời bạn trước nửa ngày, họ muốn bạn làm bạn đồng hành. Nếu họ mời bạn sau khi món ăn đã được dọn lên, họ muốn bạn làm đầy số lượng. Hiểu rõ mục đích của các cuộc gặp gỡ giúp bạn quản lý thời gian và mối quan hệ hiệu quả hơn. Ví dụ, Henry Kissinger, cựu Ngoại trưởng Mỹ, luôn cẩn thận đánh giá mục đích của từng cuộc gặp gỡ để đảm bảo ông không bị lãng phí thời gian vào những cuộc gặp gỡ không quan trọng. Điều này giúp ông duy trì sự hiệu quả và kiểm soát tốt các mối quan hệ trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Nguyên tắc 11. Đừng vội vàng làm mọi việc, dễ gây phật lòng người khác. Vội vàng làm mọi việc không chỉ khiến bạn dễ mắc sai lầm mà còn gây phật lòng người khác. Hãy làm việc một cách cẩn thận và có kế hoạch. Ví dụ, nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett luôn làm việc một cách chậm rãi và cẩn thận. Điều này giúp ông tránh được nhiều sai lầm và đạt được những thành công lớn. Nguyên tắc 12. Đừng nói chuyện quá thẳng thắn, học cách tôn trọng người khác. Nói chuyện quá thẳng thắn có thể khiến người khác cảm thấy bị tổn thương và không thoải mái. Hãy học cách tôn trọng người khác và giao tiếp một cách khéo léo. Ví dụ, Barack Obama, cựu Tổng thống Mỹ, luôn biết cách giao tiếp khéo léo và tôn trọng người khác. Điều này giúp ông nhận được sự kính trọng và ủng hộ từ nhiều người. Nguyên tắc 13. Đừng để lộ cảm xúc một cách tùy tiện, dễ bị người khác lợi dụng. Kiểm soát cảm xúc của mình là một kỹ năng quan trọng. Đừng để lộ cảm xúc một cách tùy tiện vì điều này có thể khiến bạn dễ bị người khác lợi dụng. Ví dụ, George Washington, Tổng thống đầu tiên của Mỹ, luôn kiểm soát cảm xúc của mình một cách khéo léo, giúp ông duy trì lòng tin và sự kính trọng từ mọi người. Nguyên tắc 14. Con người không cần quá nhiều bạn bè, đặc biệt là khi bạn có cuộc sống không được tốt. Số lượng bạn bè không quan trọng bằng chất lượng mối quan hệ. Con người không cần quá nhiều bạn bè, đặc biệt là khi bạn có cuộc sống không tốt. Bạn bè càng ít, cuộc sống càng đơn giản và dễ dàng quản lý hơn. Ví dụ, triết gia Hy Lạp Diogenes luôn giữ một cuộc sống đơn giản và chỉ duy trì một vài mối quan hệ thực sự có ý nghĩa. Điều này giúp ông tập trung vào triết học và đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay trên kênh Cuộc Sống Ngọt Ngào. Hy vọng những nguyên tắc này sẽ giúp các bạn xây dựng một cuộc sống thành công và hạnh phúc hơn. Hãy nhớ rằng thành công không đến từ những điều lớn lao và phô trương, mà từ những hành động nhỏ và kiên định mỗi ngày. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Cuộc Sống Ngọt Ngào để không bỏ lỡ những video hữu ích tiếp theo. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho bạn những bài học và câu chuyện ý nghĩa. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.